Mỗi người sẽ được đưa ra lời nhận xét của riêng mình, những lý do mà các bạn ấy nên chọn về đội của mình. Xin mời Khanh. Một là hai bạn lấy 12 triệu của Quỳnh Lập. Hai là lấy 18 triệu của Khánh. Ba lấy 40 ngàn của anh Tú. Em 400. Ồ quên rồi, 400, 4 triệu chứ. 4 triệu. Nhưng mà thật sự thì Khánh rất là trông chờ một bài hát như là anh Tú nói, một bài hát R&B underground á, một bản ca, một bản rap, là Khánh rất là thích thể loại nhạc đó. Rất mong như vậy. Rồi, mời Phi Phương Anh. Các bạn nên là lấy những cái món tiền lớn hơn, mình kiên chân thành, chứ mình thì thôi, mình nhường. Anh rất là ủng hộ tinh thần của Phương Anh, là rất biết mình biết ta, đúng không? Vâng. Đây là ta gọi là tự trọng. Đúng rồi. Vâng. Quỳnh Lập mời em. Đây là một cơ đồ. Khi mà xem hai cái bóng của bạn là tôi đã chấm hai bạn rồi. Đối với Lập á, cái việc mà đến với nhau là cái tình cảm thôi. Ví dụ bây giờ Lập có 1.2 tỷ thì Lập cho hết 1.2 tỷ. Ví dụ có 100, có 1 triệu thì cho 1 triệu. Mà có 1.8 tỷ thì vẫn cho 1.8 tỷ, cho hết tất cả những gì mà Lập có. Rồi cái điều quan trọng là gì? Tụi em thích diễn đúng không? Về bên công ty của anh là tụi anh đào tạo diễn suốt rồi ca hát nhảy múa tưng bừng hết. Tại vì nghệ thuật tổng hợp mà bên công ty anh lo hết. Có thấy tương lai sáng sủa rồi đó. Hai bạn à, xin hỏi hai bạn, bạn nhỏ con tuổi gì? Dạ em tuổi Tý ạ. Tuổi Tý? Dạ. Em tuổi Châu ạ. Chuột, châu, heo, hạp. Ồ, thế hợp lý hơn thị trường. Đó. Và nãy giờ ai cũng gửi lời mời hết rồi, thì bây giờ một người nghiêm túc nhất, trầm tính nhất, giàu tình cảm nhất, đó là anh Tú, xin mời. Ban tổ chức cho em xin nhé, nhạc buồn. Trời ơi. Thật ra thì anh nghĩ như này, tiền anh không có, tài cũng không nhiều. Nhưng mà các em biết không, nó là cái sự tâm hồn, cái sự tình yêu dành cho rapper. Eo Tú ạ, sao lại có cái vụ mà càng nói càng khóc là kiểu gì? À, các em phải có một cái gì còn rất là trẻ, tương lai rất là sáng, các em phải về những cái nơi nào mà nó có tiền nhiều. Bây giờ đi yêu xa là có biết. Thực sự là tóm lại là anh chẳng có gì ngoài tấm lòng mê âm nhạc. Nếu mà các em mà có hiểu được tấm ôi sắp khóc, hiểu được tấm lòng của anh, em xúc không nói được anh Thành ơi, em không nói được. Xúc động quá, xúc động quá. Nói chung là thế này, đây là những người đều là những người trong nghề. Anh nghĩ là ít nhiều gì nếu mình quen biết nhau thì cũng sẽ có cơ hội, biết đâu gọi là có duyên làm sản phẩm chung nhau, đúng không? Tùy vào tụi em thương ai thôi, thích ai thôi. À, dĩ nhiên tiền bạc thì cũng nên để ý là một tí. À, không. Nhưng mà tùy, đúng không? Đây là cái tâm nữa. 30 giây hội ý, bắt đầu. Tôi hồi hộp quá. Em cũng hồi hộp. Tụi em hãy đến những nơi mà tụi em muốn cộng tác. Trời ơi, nhắm mắt lại. Nhắm mắt là em nhắm mắt rồi đó. Thấy có người bên cạnh em. Cái gì vậy? Cảm ơn em. Ủa anh Thành ơi, em hỏi lát nữa em đấu với ai vậy? Tại em quên mất á. Ok. Ôi, cái thái độ kìa. Hồi nãy xúc động khóc lớn, không nói được gì hết trơn. Trời ơi. 1.8 tỷ, 1.2 tỷ không chọn mà chọn 400 triệu. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn bốn người còn lại đã ưu ái bọn em ạ. Thật ra thì bọn em rất là yêu quý và thần tượng anh Tú lâu rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Em có hối hận không? Dạ không ạ. Không ha. Dạ không. Dạ thưa quý vị, tất cả là từ trái tim đến trái tim quý vị. Vậy ráng ca cho hay nha tụi em. Mời tụi em.
trời mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Kịp ôm cái ôm ra từ lệ hoàn mi phận hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh như gió bay qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi, khi đã xa mất rồi chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lặng lặng theo những dù rằng sẽ chẳng thể đến gần, bởi vì em mong manh lắm từ nhành hồng đợi vòng tay, nhưng tại sao lỡ duyên. Em đi ngang đời anh như gió mê qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi, khi đã xa mất rồi chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lòng mang theo những vấn vương, lúc gần kề đầy nhớ thương, không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lòng này thấu mây vần, uống nhầm anh đã say cả đời. Dù tình có phương trời biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải ở nhau. Giờ lòng mang theo những vấn vương, lúc gần kề đầy nhớ thương, không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lòng này thấu mây vần. Giờ lòng mang theo những vấn vương, lòng mê thấu mây vần, ôm nhầm anh mà say cả đời. Đời ơi, à, giờ lòng mang theo những vấn vương, lòng mê thấu mây vần, ôm nhầm anh mà say cả đời. Sẽ không chạm được đến đâu, em phải nhớ nhau. Giờ này em đã bên ai, tình nồng ấm ngôi nhà nhỏ xinh này chỉ là mơ, những giấc mơ tìm hạnh phúc xa vời. Hay bình chọn quý vị ơi. Quý vị và các bạn thân mến, và đây là Room và Nít hiện tượng mạng trên YouTube với ca khúc vừa hát là Kém Duyên. Ca khúc đã đạt được khoảng 80+ view trên YouTube. À, tụi em giới thiệu một tí về mình đi. Em xin giới thiệu, em tên là Nít ạ. Tên thật của em là Sơn. Hiện tại em đang hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội. Cho em gửi lời chào hai anh chị, hai Vương và Trấn Thành và tất cả các anh chị ở đây ạ. Thì em tên là Room và em đang hoạt động nghệ thuật ở trong Nam với vai trò là nhà sản xuất với cả là đi hát ạ. Là nhà sản xuất luôn rồi cho nên là đâu cần tụi đâu mình cần em là nghe nhạc hai bạn này nhiều lắm, thần tượng luôn á, thiệt. Cảm ơn anh. Đâu ca thử đoạn coi. Còn trên mơ tất cả hai, còn nên chỗ để phương trời. Hơn năm ba người đến đâu nhưng phải mất nhau. Ca sĩ ca hay hai chữ cuối thôi. Mai mốt mình phát Khánh mà nói một câu gì đâu, phát hai chữ đầu thôi. Cho đỡ mất thời gian hả? Đúng không? Anh Tú, em nghĩ thế nào về thành viên đội mình? Em không biết, tại vì em đang thử hỏi bản thân mình xem cái cảm giác chiến thắng ở một game show là như nào. Em đang tự cảm nhận trước. Don,
Lan thấy thế nào về đối thủ của mình mà mọi người cứ rần ben rồi làm? Em không sao anh, em là chỉ muốn chỉnh đốn tinh thần cho bạn ca sĩ của em, là em cứ yên tâm không sao hết. Mặc dù là anh thấy là tụi mình cũng sắp sửa thua rồi đó. Trời ơi, đúng quá vậy. Nhưng mà em yên tâm nha, cho dù ở đây hay là xong cái game này rồi đó, thì em vẫn là my gu của anh. Tình yêu kìa, trái tim kìa. Cảm ơn Don với tình yêu đơn phương của mình. Mình là nhà đầu tư, mình đến gần với lại ca sĩ của mình đi chứ nhờ. Em đấu với ai ta? À, anh Don hả? Thưa quý vị, số điểm của Mai Xuân Thứ là 89 điểm. Bây giờ sẽ là số điểm của Room và Nít đến từ khán giả tại trường quay. Sao? Em muốn nói gì với anh? Đó. Em không muốn nói gì với anh luôn á hả? Ủa, em thắng cuộc em nói gì rồi anh? Oh. Ok. Nhưng mà anh vẫn nói một câu là thì đồng ý là Tú hát hay, nhưng mà về cái tài năng mà huấn luyện làm ca sĩ á, em thử nhìn Diệu Nhi đi. Coi lại nha. Thật ra em hát cũng rất hay nha. Em cũng đẹp trai. Tương lai em rộng mở nha. Và em nhớ là luôn luôn có một người giỏi theo em. Với trái tim đơn côi và... Dễ thương. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chiến thắng thuộc về anh Tú. Và dĩ nhiên là Room và Nít rất là thuyết phục, sẽ nhận được giải thưởng trị giá là... Anh ạ, thật sự thì bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là chất lượng sản phẩm nó như thế nào.